Vừa qua, tại Nhà hát Tuổi Trẻ, đêm nhạc Lam Phương cho em quên tuổi Ngọc đã mở màn cho dự án 100 năm âm nhạc Việt Nam, được thực hiện nhằm giới thiệu với công chúng sự cảm nhận đa chiều về lịch sử hình thành, phát triển nền tân nhạc Việt Nam. Dự án 1000 năm âm nhạc Việt Nam là một chuỗi chương trình nghệ thuật tôn vinh những giá trị của nền tân nhạc Việt Nam, đặc biệt là dòng nhạc trữ tình. Đêm nhạc Lam Phương cho em quên tuổi Ngọc mở đầu dự án với sự tham gia của các ca sĩ Mạnh Đình, Ánh Tuyết, Tôn Sơn và hai ca sĩ nhí là Kim Chi và Như Khôi. Với những câu chuyện âm nhạc vừa mang tính chất hoài niệm, điểm lại lịch sử nền tân nhạc Việt Nam, vừa là sự khởi đầu của những điều mới mẻ về cách thưởng thức âm nhạc. Trong vai trò là người dẫn chuyện của chương trình, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh là cầu nối đưa khán giả trở về quá khứ để cảm nhận từng giai đoạn lịch sử của đất nước bằng âm nhạc, với mong muốn mang lại cho khán giả yêu nhạc món quà tinh thần ý nghĩa. Phần tiếp theo dự án là các đêm nhạc Phạm Duy, Nguyễn Văn Tý, Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Trần Thiện Thanh. Đó là sự vinh danh của các tác giả tác phẩm, là sự nhắc nhớ mọi người về sự trường tồn, sức ảnh hưởng của nhạc trữ tình Việt Nam trong đời sống.